cú sốc mới. U23 Indonesia quật ngã Úc, phục sát đất huấn luyện viên Shin Tae-yong. Với đấu pháp hợp lý của huấn luyện viên Shin Tae-yong, U23 Indonesia đã tạo nên địa chấn vào tối ngày 18 tháng 4 khi giành chiến thắng lịch sử 1-0 trước U23 Úc ở lượt đấu thứ hai bảng A U23 châu Á 2024. Thất bại 0-2 trước U23 Qatar ngày ra quân đẩy U23 Indonesia xuống cuối bảng A. Nếu không có điểm ở lượt đấu thứ hai, U23 Indonesia chắc chắn bị loại khỏi giải đấu. Về mặt đội hình, huấn luyện viên Shin Tae-yong nhận tổn thất lớn khi tiền vệ trụ cột Ivar Jenner bị treo giò vì nhận thẻ đỏ. Nhưng với mục tiêu có điểm, nhà cầm quân người Hàn Quốc buộc phải chơi tất tay ở trận đấu với U23 Úc. Ông tung vào sân đội hình 3-4-3, trong đó tiền vệ Nathan Joaon và Jim Kelly là những sự thay đổi so với trận gặp U23 Qatar. Tình thế của U23 Úc cũng không khá hơn khi chỉ có một điểm trước U23 Jordan ngày ra quân. Hàng công của đội bóng đến từ xứ sở chuột túi, thi đấu vô duyên và nhận nhiều chỉ trích. Vì thế, U23 Úc đặt mục tiêu có chiến thắng, thậm chí là ghi nhiều bàn trước U23 Indonesia, đội mà U23 Úc thắng trong cả 3 lần đụng độ trước đây. U23 Úc đặt mục tiêu thắng đậm U23 Indonesia bị dồn vào thế chân tường. U23 Indonesia bất ngờ chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 3, đội bóng của xứ vạn đảo suýt làm nên chuyện với cú đá của Jim Kelly ở khoảng cách gần 20m so với trận đấu đầu tiên. U23 Indonesia có nhiều cơ hội khi U23 Úc không mặn mà trong việc áp sát. Khoảng trống cũng liên tục đến với U23 Indonesia, giúp đại diện của Đông Nam Á dễ thở. Marcelino Ferdinand được bố trí ở cánh trái nhưng liên tục đảo vị trí, có mặt ở cánh phải để khuấy đảo hàng thủ đối phương. Những phút đầu, hầu như những pha bóng nguy hiểm của U23 Indonesia đều qua chân cầu thủ mang áo số 11. Marcelino Ferdinand, áo đỏ của U23 Indonesia chơi nổi bật trong hiệp 1 trong khi Mohamed Tu bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn cho U23 Úc nhưng đang có thế trận khá tốt, hàng thủ của U23 Indonesia một lần nữa lại mắc sai lầm và chịu phạt đền. Nếu ở trận gặp U23 Qatar, đội trưởng Ricky Riho phạm lỗi vô duyên với tiền đạo đối phương thì ở trận này, người đá cặp với anh là Coman Tơ Giu dùng tay ngăn cú đá của Mohamed Tu. Rất may cho U23 Indonesia là trong pha đối mặt với thủ thành Hernando Ari, cầu thủ mang áo số 19 của U23 Úc lại không thể chiến thắng. Ở quả phạt góc ngay sau đó, U23 Indonesia cũng hú vía khi chịu 3 cú sút liên tiếp của U23 Úc, trong đó có một lần bóng tìm đến xà ngang. Hernando Ari giúp U23 Indonesia tránh khỏi bàn thua chịu hàng tấn sức ép nhưng cuối hiệp 1, U23 Indonesia bất ngờ đẩy cao tốc độ trận đấu. Ở phút cuối cùng của hiệp 1, Garuda khiến tất cả kinh ngạc khi có bàn mở tỷ số. Xuất phát từ quả đá phạt góc phía cánh trái, Nathan Joaon tung cú vô lê ngoài vòng cấm. Bóng đi với lực nhẹ và tìm đến đúng vị trí của Coman Tơ Giu, cầu thủ đã mắc sai lầm trước đó dẫn đến phạt đền. Ở khoảng cách gần, trung vệ số 4 không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, lắc đầu tung lưới U23 Úc. U23 Indonesia, áo đỏ, bất ngờ dẫn U23 Úc sau khi hiệp 1 kết thúc. Hiệp 2 diễn ra hấp dẫn khi U23 Úc buộc phải đẩy cao đội hình để tấn công, tìm bàn thắng. U23 Indonesia lùi sâu để phòng ngự nhưng cũng sẵn sàng thực hiện những đường phản công nhanh, khiến đối thủ phải dè chừng. U23 Úc cầm bóng 70%, có thêm 10 cú sút nhưng cũng giống hiệp 1, thủ thành Hernando Ari vẫn chơi kiên cường và ngăn chặn hầu hết các cú sút của U23 Úc. Mặt khác, việc nôn nóng tìm bàn thắng cũng khiến những pha bóng cuối cùng của U23 Úc thường diễn ra thiếu chính xác. Những đường tấn công ở hai biên không được duy trì trong khi ở khu vực trung tuyến, mọi cửa ngõ vào vòng cấm U23 Indonesia đều bị bịt kín. U23 Úc, áo vàng, đẩy cao đội hình và tạo ra nhiều sức ép trong hiệp 2 sau khi bỏ lỡ quả phạt đền trong hiệp 1, Mohamed Tu vẫn tỏ ra kém duyên ở hiệp 2. Tiền đạo mang áo số 19 của U23 Úc sở hữu không dưới 3 cơ hội để ghi bàn nhưng đều không thành công. Trong đó, cú vuốt bóng trong tư thế trống trải của anh ở phút 74 khiến huấn luyện viên Tony Vigma lắc đầu ngao ngán. Không chỉ Mohamed Tu,
hàng công của U23 Úc cũng có ngày thi đấu thất vọng. Ngôi sao được chờ đợi nhất là Jake Holman bị khóa chặt khiến những vệ tinh xung quanh như Ryan Tick, Nishan Velupilla không để lại dấu ấn nào. Dù miệt mài tấn công nhưng phải đợi đến phút 87, cơ hội nguy hiểm thật sự trong hiệp 2 mới đến với U23 Úc. Tận dụng pha lộn xộn trong vòng cấm, La Chan Brook ra chân cực mạnh ở khoảng cách gần nhưng bóng một lần nữa bị thủ thành của U23 Indonesia chặn lại. Sau tình huống này, U23 Úc không có thêm pha bóng nào nguy hiểm. Thậm chí, nếu U23 Indonesia may mắn hơn, họ đã có thêm bàn thắng thứ hai. Ngôi sao Jake Holman, áo vàng, bị khóa chặt cả trận khiến U23 Úc bế tắc thắng trận bất ngờ 1-0 trước U23 Úc. U23 Indonesia khiến cục diện bảng A trở nên khó đoán. Các cầu thủ trẻ của xứ vạn đảo có 3 điểm, tạm vươn lên đứng thứ hai. Đồng thời, đây cũng là chiến thắng đầu tiên của U23 Indonesia trong lịch sử giải U23 châu Á. Đội bóng của huấn luyện viên Shin Tae-yong cũng phá luôn dấp toàn thua trước U23 Úc. Trong khi đó, U23 Úc thua trận thất vọng và thế chỗ U23 Indonesia đứng cuối bảng. Dù vẫn còn cơ hội đi tiếp nhưng thử thách của huấn luyện viên Tony Vidma và các học trò sẽ trở nên khó khăn hơn khi phải đụng độ chủ nhà U23 Qatar ở lượt đấu cuối. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.